Xin chào anh em lập trình VP. Hôm nay mình lại tiếp tục với phần lập trình hướng đối tượng. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em với lập trình hướng đối tượng quan trọng nhất của chúng ta, đó là chúng ta sử dụng hai cái hàm đặc biệt, đó là hàm set và hàm get ở bên trong VSP. Thế thì cơ chế của nó làm như thế nào? Nó là một cái cơ chế nhận và cho tự động, và sau đó chúng ta có thể thay đổi tùy biến khi mà chúng ta gọi đối tượng ra. Thế thì để xây dựng một cái lớp này, chúng ta theo dõi và chúng ta cảm nhận điều đó để áp dụng vào chương trình của chúng ta. Sau đây tôi xin giới thiệu phần hai hàm đó. Chúng ta cũng gõ lệnh PHP trong bên trong của hàm đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta khởi tạo một lớp. Tôi gọi là lớp bài test 1, test nhé. Thế thì bên trong này chúng ta sẽ khai báo là một dữ liệu để nó lưu trữ dữ liệu bên trong lớp khi mà đối tượng nó nhận vào bên lòng của cái đối tượng đó. Chúng ta hiểu là nó chứa đựng ở bên trong cái đối tượng khi mà đối tượng được sinh ra. Thế thì cái lớp này chúng ta đang xây dựng khuôn cho cái đối tượng. Cái khuôn rất quan trọng vì chúng ta biết là tất cả hướng đối tượng là người ta gói ghém dữ liệu và phương thức vào trong nhau để người ta thao tác bên trong. Như hôm trước tôi đã nói về lớp cái bài đầu về hướng đối tượng và bài chuyển động của xe ô tô. Vì thời gian vừa rồi tôi cũng bận việc gia đình nhiều cho nên là cũng không có thời gian để giới thiệu cho các bạn. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu để cho những anh em mà chúng ta đang bỡ ngỡ thì chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề này. Tôi khai báo bên trong là public và protect đi, bởi vì tôi giữ dữ liệu bên trong để chúng ta khỏi nhìn thấy bên trong nó như nào. Tôi ghi là data sẽ bằng array. Đây là một mảng rỗng, mảng này chưa có gì cả. Mảng này hiện nay là chưa có gì cả. Bây giờ tôi sẽ tạo một public function, một phương thức nhé. Khi mà tôi nói phương thức thì các bạn cũng cứ hiểu đó là hàm thôi, ở bên trong nó thao tác dữ liệu. Thì đầu tiên tôi sẽ thao tác với hàm get public function. Khi get thì chúng ta gọi như này. Đấy. Đây là nó mặc định cho chúng ta là name. Name là một cái biến truyền vào. Thế thì truyền vào để lấy như thế nào thì chúng ta sẽ như sau. Ta sẽ so sánh cái name này với cái key của cái khóa này nhá, với key của khóa này để xem là nếu nó trùng thì chúng ta lấy. Đấy. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh if. If key exert array nhá. Chúng ta gọi là key exert, từ này không được gọi là exit, các bạn đọc exit là các bạn sai, tiếng Anh của nó là exert, nghĩa là tồn tại. Nếu tồn tại, đấy, tồn tại ở đây là gì? Chúng ta ghi là name phẩy tồn tại trong mảng. Mảng chúng ta là lúc này mảng của chúng ta là protect array ở đây thì chúng ta phải có từ khóa zip ở đằng trước để nó hiểu là nội tại chính cái đối tượng này data nhá. Nếu tồn tại name trong zip data, các bạn hiểu chưa? Đấy, thì xuống dưới các bạn chú ý này, nếu tồn tại cái này là khóa, một trong các khóa của mảng này. Nhưng mà lúc này mảng này là mảng rỗng, chúng ta cũng không quan tâm chuyện nó rỗng hay nó đầy hay là nó có đối tượng, nó có dữ liệu bên trong cái mảng này, mà chúng ta chỉ quan tâm là nếu tồn tại khóa thuộc bên trong thì đó, trả về cho hàm này, vì hàm get mà cho nên là nó phải trả về giá trị, còn hàm set thì không. Các bạn chú ý nhá, get là nó lấy giá trị bên trong đối tượng thì trả về đấy, zip là con trỏ chính nội tại. Đây là một con trỏ nội tại. Buổi sau tôi sẽ nói về link và chuỗi, rồi stack, ngăn xếp, queue
hàng đợi vân vân, thì chúng ta nắm rõ được cái lập trình này, chúng ta sẽ thao tác được dữ liệu rất là tốt. Thế còn cái việc mà tính toán về sau này thì nó là những cái công thức rồi, các bạn không lo vì cái đấy, các bạn học toán hoặc là học ít hết cấp 3 chúng ta cũng có thể làm được, nếu trả về nha. Zip data là mảng rồi, trong mảng là khóa name đấy, chúng ta name đó nhá. Đây rồi, ok, trả về này. Nếu không thì chúng ta trả về một chuỗi là không tồn tại dữ liệu đấy. Các bạn nhìn thấy là tôi đã xây dựng xong hàm get. Bây giờ tôi sẽ sang xây dựng hàm set. Chúng ta public để chúng ta quan sát là hai hàm này nó làm gì. Đấy, bây giờ chúng ta quan tâm là public. Public function set, ta gạch cái dưới này nhá, set nhá. Đấy. Set ở đây thì nó lại có hai tham số gợi ý cho chúng ta luôn. Đó là name và value. Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đặt như sau. Hàm này là lấy dữ liệu ở bên ngoài đối tượng chạy vào bên trong đối tượng. Các bạn chú ý nhá. Hàm set là lấy dữ liệu bên ngoài để đẩy vào bên trong đối tượng, chứ không phải là nó đưa ra ngoài đối tượng. Các bạn chú ý cho tôi. Chúng ta sẽ có là như sau: zip của data. Đấy, name bằng value, bằng value nhá. Đấy, các bạn thấy nhá. Đây. Đấy, được chưa? Đấy. Hoặc các bạn có thể thêm cho tôi một một cái này, if iset hay là iset iset của value mà khác không, mà khác null, khác null. Đó, khác null nha, thì chúng ta cho cái này. Đó, các bạn làm như thế cho tôi để cho nó chắc ăn, đúng không? Nếu iset của value mà khác không thì nó sẽ được này, được chưa? Rồi, ok. Đó, bây giờ các bạn nhìn tôi gọi hàm ở bên ngoài này. Chúng ta khai báo như sau. Tôi có một biến m bằng new của phần test. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Đây, bây giờ nó mới là đối tượng nhá, còn đây là lớp. Các bạn chú ý nhá, trên này là lớp, còn đây là đối tượng, được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ làm như sau. M các bạn có thể khai báo một cái gì được, tôi gọi là vận tốc bằng vận tốc của xe đấy, với tôi gọi là 120 km trên 1 giờ. Đấy. Rồi. Được chưa các bạn? Đấy. Thì lúc này nó sẽ làm cơ chế đó làm như nào? Bây giờ chúng ta sẽ tự nhiên lại sinh ra vận tốc ở đây. Các bạn thấy nhá. Hai cái hàm này nó làm cho chúng ta ẩn đi cái giá trị vận tốc. Mặc dù vận tốc tôi không khai báo ở trên đây, vận tốc tôi không khai báo ở trên tham số trên này. Đấy. Nhưng bây giờ tôi in ra này, echo vận tốc của xe đạt được là đó. Tôi in ra là m vận tốc. Vận tốc. Nếu bạn không sử dụng hai cái hàm này thì bắt buộc các bạn phải có vận tốc ở bên trong. Phải có vận tốc bên trong. Bây giờ tôi sẽ chạy để các bạn nhìn thấy giá trị của nó. Tôi đây. Vận tốc của xe là 20 km/h. Rồi bây giờ tôi lại cho này. M xăng tiêu thụ. Đấy. Xăng tiêu thụ.
M xăng tiêu thụ, à, tôi phải viết liền lại, à, xăng tiêu thụ. Bằng, à, tôi cho là bằng 10 lít, đúng không? Bây giờ tôi ghi là eco xăng tiêu thụ là bao nhiêu, là đấy, các bạn nhìn nhá. Rồi bây giờ tôi ghi chữ M xăng thụ. Đấy. Rồi bây giờ tôi chạy lại. Đấy, các bạn nhìn nhá. À, vận tốc của xe đạt rồi. Bây giờ tôi có lỗi chỗ nào không nhỉ? Xăng tiêu thụ M vận tốc đây rồi. Xăng tiêu thụ bằng 10. À đây, lỗi đây là mũi tên. Ok. Rồi tôi gọi. Eco xăng tiêu thụ là copy. M test này. Đấy, xăng tiêu thụ là 10. Đúng không? Do chúng ta viết có thể là thiếu từ, thiếu lỗi ấy. Vậy thì qua bài này các bạn thấy một điều rất là đặc biệt, đó là hàm get và hàm set. Nó sẽ lấy giá trị và nó đặt vào bên trong qua cái mảng này. Mảng này nó sẽ lưu xăng tiêu thụ này và lưu vận tốc này. Ở dưới này các bạn có thể khai báo bao nhiêu thứ cũng được, biến là do chúng ta tùy ý. Vậy thì qua cái bài này chúng ta thấy hướng đối tượng đây rất là tuyệt vời, đúng không các bạn? Nó không phải là chúng ta khai báo từng minh từng thuộc tính bên trong, mà chúng ta có thể khai báo sau khi mà chúng ta chọn hàm này. Vậy thì cần đến bộ nhớ đến đâu người ta khai báo đến đấy. Đây là một hướng đối tượng rất là tiết kiệm bộ nhớ cho chúng ta tăng tốc độ nhanh. Chúng ta sẽ thể gán vân vân thoải mái các đối tượng đi, sau đó chúng ta sẽ in ra thì đối tượng của chúng ta đã thực hiện như này. Đấy. Các bạn thân mến, tôi vừa kết thúc một bài về hàm set và get. Chúc các bạn một buổi học vui vẻ và hạnh phúc. Mong các bạn học giỏi để kiếm được nhiều